thách một ngày ăn theo biểu tượng phần 6. Xin chào mọi người, lại là Puta ăn gì đây. Đối với thử thách các loại con vật như thế này thì mình làm lại không tốn một đồng nào luôn. Đầu tiên mở ngăn tủ ra rồi nhúc ngay mực khô. Cơ mà em này mình múc được với giá 0 đồng từ tháng trước rồi nè, may quá vẫn còn hơn một nửa hộp. À mà em mực khô này thì dai dai thơm thơm, đương nhiên là cũng không thiếu gói tương ớt đi kèm rồi. Bạn ơi, em mực chấm đẫm tương ớt này mà có thêm cốc trà xanh kem cheese nữa thì cứ phải gọi là hết sảy. Tiếp theo trong hành trình tìm em bò, mình đã phát hiện ra em rong biển cháy tỏi của mình còn đúng một xíu, nên là ngày mai mùng 7 tháng 7 lại phải vào săn, mong là múc được em nó với giá 0 đồng tiếp. Đây đây, em bò mà mình tìm ra có cái khuôn mặt đáng yêu xỉu ta. À mà tạc thịt bò vừa dày vừa to trông chất lượng xỉu. Cơ mà ăn em này mọi người nên xé nhỏ ra cho dễ ăn nha, ít sảy làm một miếng. Chợt nhận ra em này với em khô mực đúng là đôi anh em bất diệt trong mọi cuộc lái dài luôn. Tiếp theo đến em gà thì mình đã múc cả khô gà truyền thống và khô gà bơ tỏi luôn. Cơ mà mình thấy vị của em bơ tỏi thì nịnh mồm hơn một xí. Đấy đấy, cái mùi của tỏi thì nó thơm thơm nguyện cùng cái mùi bơ ngọt ngọt béo béo đưa miệng hơn hẳn. À mà quá may cho series các em động vật này không có em lợn nào, chứ không là hai em lợn bảo vệ đồ ăn của mình chắc là cũng bị làm thịt luôn. Tiếp theo sang đến em cá thì em ra cá trứng muối này không biết là mình đã ăn bao nhiêu hộp rồi. Ra cá thì giòn tan, vị trứng muối thì ngọt ngọt mặn mặn cứ gọi là đỉnh của chóp. Cơ mà các bác muốn tìm mấy em này thì cứ nhà kho meo meo ở đầu trang mà thẳng tiến nha.